chương trình khảo sát 100. Và bây giờ chúng ta bước vào vòng thi thứ nhất. Với câu hỏi này, chúng ta còn 8 đáp án. Đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Có hay không? Là sau vòng thi thứ nhất, tổng số điểm như sau. Mặt đẹp lên Shopee, từ thời trang đến mỹ phẩm, mọi phong cách, mọi xu. Chúng ta cùng đến với vòng thi thứ hai. Điểm số vòng này nhân đôi. Với câu hỏi này, chúng ta có 5 đáp án. Đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Có hay không? Hay không? Sau vòng thi thứ hai, tổng số điểm như sau. Ngay sau đây chúng ta đến với vòng thi cuối cùng, cũng đi vào vòng thi đặc biệt. Vòng thi này điểm tự nhiên 3. Với câu hỏi này chúng ta có
6 đáp án. Đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Có hay không? Có hay không? Không. Như vậy là sau vòng 3, tổng số điểm như sau. Mặt đẹp lên Shopee, từ thời trang đến mỹ phẩm. Trở lại với chương trình ở vòng thi đặc biệt. Cảm ơn các bạn đã đồng hỏi. Thời gian chỉ được tính sau câu hỏi đầu tiên. Vòng thi đặc biệt bắt đầu. Thank you.
bạn đã trả lời như sau. Câu hỏi đầu tiên. Và bạn đã trả lời. Câu thứ hai. Và bạn đã trả lời. Câu hỏi thứ ba. Và bạn đã trả lời. Và câu hỏi thứ tư. Và bạn đã trả lời. Và câu hỏi số năm. Và bạn đã trả lời.